Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở về với channel Cuộc Sống Cao Nguyên của mình. Thì hôm nay Cuộc Sống Cao Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn. Đó là món sách bò các bạn. Cái sách này mình đã làm sạch cho các bạn nhé. Đây các bạn. Nhìn nó đen cái này. Để thế này thì sao mà dám ăn các bạn nhỉ? Đúng thật. Để mà đen thế này thì chắc là không dám ăn luôn đấy. Nhưng mà không sao, đã có bàn tay này rồi. Đã có bàn tay tinh thần này vào thì cái gì nó cũng sạch hết các bạn. Vui các bạn nha. Mình mua cái sách này là 1kg và một bó cải. Mình sẽ làm cái món sách bò sáu cải các bạn nha. Thì đáng lẽ là phải có gừng nữa cơ, nhưng mà gừng thì lát nữa Cuộc Sống Trong Nguyên sẽ ra đường trước đào gừng nhà mình lên để nấu cái món sách bò sáu cái. Đây là một món nhậu khá là nổi tiếng và thông dụng nữa các bạn ạ. Đi ra các quán bê đồ lẩu á, hay mình hay gọi cái món này, ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Thì hôm nay Cuộc Sống Công Nghiên sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu sách bò sáu cái các bạn nhá. Nhưng mà trước khi nấu cái sách bò ấy, cái sách bò này mình đã làm khá là sạch rồi, thì mình sẽ lục qua cái sách này các bạn nhá. Mình sẽ đi lột qua cái sách này đi. Thứ nhất là để nó săn lại, mình thái ra rất là nhìn rất là đẹp. Thứ hai là để cho nó mềm một xí các bạn ạ. Chứ không là cái sách này khá là dai. Chính vì vậy nên chúng ta phải lột qua các bạn nhá. Chúng ta phải lột qua để cho nó mềm ra nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi lột. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món sách bò sáu cái các bạn. Đây là mấy anh thợ đang làm chuồng chim. Hôm nay là mình sửa lại cái chuồng chim các bạn ạ. Mình sắp tân ra cái nhà mới cho có chuồng chim đây rồi. Đây, các anh làm được 2 hoa hôm nay rồi. Hôm nay nữa là xong, chiều nay nữa là xong đây. Đấy. Mình ngày trước mình dùng một lưới, bây giờ mình đóng tôn và dùng bằng lưới kẽm hết. Wow. Máy cắt khá là ồn ào đó các bạn. Mình sửa lại sang hết. Đầu tư thêm ít tiền sửa sang lại để mình phát triển cái chuồng chim bồ câu này độ khoảng 150 đến 200 cặp các bạn ạ. Phát triển thêm kinh tế. Ở đây hai anh đang làm đây. Đây mình tiếp tục bỏ vào cái nồi này. Mình đã nấu sẵn đây rồi. Ây dạ ơi, vợ đang gặp rau à vợ? Đây mình bỏ cái sách này vào các bạn nha. Luộc ninh một lúc. Wow, ninh một lúc các bạn nha, để cho nó mềm ra một tí. Săn lại các bạn nha. Đây mình chỉnh cái máy quay các bạn này. Sau khi cái sách mình làm sạch, mình luộc qua nhá, các bạn nhìn thấy ngon không? Đó, các bạn phải luộc qua đấy, chứ không để sống xào là không ăn được đâu. Trời ơi này, nhìn hấp dẫn không? Gừng mình đã thái nhỏ và tái sợi đây các bạn nhá. Đắt này chúng ta sẽ rau cải thì vợ làm một kia rồi, nhưng mà để mình chia sẻ, vợ ơi cho anh mượn cái rau cải các. Ớt băm, xả hành băm, tỏi các bạn nhá. Cái này là hành tây, rau thơm, cái này là hẹ các bạn ạ, để cho nó thơm ấy. Thì để mình chia sẻ với các bạn này cái rau cải đó rồi. Mình đáng lẽ mình để cả bó thì các bạn nhìn thấy nhiều hơn, thấy rõ hơn. Thì thường thường là ra ngoài nhà hàng ấy, họ sẽ xào bằng cái cải bẹ này rất là to đây. Nhưng mà sáng nay mình đi mua là mình mua được 2 bó, tức là cái này á là rau sạch đấy các bạn này. Có bà nhà là bà ngồi bán, nhà bà nó nhổ lên cái mấy bó thôi nè, sâu đang còn ăn cái lá này. Chính vì vậy là mình mua cái cải nhỏ là mình xào. Cái cải nhỏ xào thì không đúng bài lắm với cái thằng sách này đâu. Nó phải là cái cải bẹ to như thế này này, nhưng mà nó cũng là dòng cải này. Nhưng mà cái này cải cay thì mình sẽ xào với cái cải này ăn cũng rất là ngon, vì mình thích đây là rau sạch các bạn nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào xào các bạn nhá. Nhiên liệu có hết rồi, bây giờ mình sẽ xào xấu. Trước khi xào thì mình sẽ đi ướp cái này, ướp cho nó ngấm gia vị các bạn ạ. Cái món nào cũng vậy, chúng ta làm thì chúng ta ướp qua đi. Cái này là gừng sái sợi nữa bỏ vào. Món này mà không có gừng là hỏng. Một ít ớt, hành, tỏi băm nhỏ. Rồi
một ít bột nghệ hạt, một ít hạt tiêu bắp. Cái món này phải cay cay các bạn nhé. Ui giời, cái mùi hạt tiêu bắp cũng thơm ghê luôn, bỏ thêm tí nữa. Đấy, hạt nêm nhà mình ăn hạt nêm nhiều hơn ăn muối các bạn ạ. Hạt nêm cũng đừng có mặn quá các bạn nhá, để lát nữa nếu mà chưa vừa thì chúng ta bỏ thêm, nhưng mặn là chết đấy. Bột ngọt. Đấy, và một xí muối thôi các bạn nhá, một xí muối thôi. Nhìn cái sách này ngon nhỉ, mình đục qua cũng nhận là ngon ghê. Đục xong rửa sạch thái nhỏ thì ngon lắm. À, và cái thằng này xí nước mắm được các bạn. Và xí nước mắm này nhá. Xí thôi. Rồi, một xí nước mắm thôi. Rất là ít nước mắm. Rồi, trộn đều lên. Trộn đều lên, chúng ta ướp trong vòng khoảng 10 phút thôi. À, chúng ta chế biến nấu được rồi các bạn. Lát nữa lại làm ly các bạn ơi. Rồi, cho nó ngấm gia vị thôi mà các bạn. Cho nó ngấm gia vị, lát nữa nấu cho nó thấm, cho nó đậm đà ngon. Rồi, chúng ta sẽ để ướp trong vòng 15-20 phút thôi các bạn, hoặc 10 phút cũng được nhá, tùy theo thời gian chúng ta có hay không có. Đấy, mình để đây. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi làm món tít-tít-tít. Món này các bạn nhá. Rồi, xách bò, xào rau cải. Bây giờ mình sẽ đi làm nào. Bật bếp lên, let's go nào. Hôm nay bận quá nên nhờ mẹ Nhung đi đón cô Tin rồi. Em Jin đang nằm trên giường một mình các bạn ạ. Tôi thương cái thằng cu. Chỉ đang một mình thôi. Kệ. Rồi, mình sẽ đi xào nó nhá. Bỏ dầu ăn vào. Dầu ăn vào nào. Xong rồi các bạn. Mình tranh thủ làm để mấy anh em ăn cơm sớm cho hai anh về nữa cơ. Chứ hai anh mà về xong thay quần áo là khỏi lên luôn đấy. Nên mình bây giờ 5 giờ thiếu 4 giờ ấy rồi, nhưng mà mình sẽ đi nấu. Tại vì hai anh cũng xong rồi. À, cái món này mình nói thật chứ đi ra quán là một dĩa như thế này này, ít nhất là phải cả trăm ngàn đấy, 80-90 ngàn này các bạn ạ, ngon lắm. Nhưng mà làm gì có nhiều sách như thế này, ăn rau không. Rồi mình bỏ một ít hành, tỏi và ớt xuống các bạn nha. Ui giời thơm thế. Và gừng, bỏ hết gừng luôn. Wow, thơm quá. Có anh nào thấy thơm chưa? Quá thơm. Quá thơm à? Rồi, em sẽ xong ngay đây. Anh em mình ăn cơm. Món xách bò bỏ vào nào. Cứ để săn săn một tí là đã. Rồi, chúng ta chút xách bò vào các bạn nhé. Trời ơi, thơm lắm các bạn ạ. Mình thấy thơm ghê luôn. Nó ngon thế chứ. Thực ra cái sách này thì mình luộc cũng kỹ rồi nên nó cũng khá là mềm rồi, là ăn được các bạn ạ. Chứ để nếu mà để sống kiểu kia mà nấu lên thì không bao giờ mà ăn được các bạn. Chúng ta phải luộc sơ qua đi cho nó mềm ra chúng ta mới nấu được. Canh bí hầm xương. Khoảng tim mình ướp cùng 20 phút là nó ngấm gia vị rồi hết các bạn ạ. Chúng ta nhỏ lửa thôi, liu riu lửa thôi, đừng có to lửa quá các bạn nhé. Rất là ngon, đậm đà.
Tuyệt vời. Rồi các bạn này, chúng ta thấy như vậy là chúng ta bỏ cái thằng này vào các bạn nhé. Bỏ cái thằng hành tây vào. À, bây giờ khi bỏ hành tây chúng ta mạnh lửa lên để cho rau với lại hành tây nó xanh các bạn nhé. Bây giờ là mạnh lửa vào, bỏ luôn rau vào các bạn nhé. Mình sẽ làm hai đĩa thôi, không nhiều. Làm hai đĩa thôi. À, cái như thế này là đảo đậu lên là rất là ngon. Đấy, sắp được rồi các bạn này. Wow, rau nó tái lại rồi. Rau nó chỉ cần tái một xí là được rồi các bạn nhá. Chứ không được lún đâu. Cái món này mà lún là xong luôn, hỏng luôn, vứt luôn. Rất là ngon. Hấp dẫn không các bạn? Bỏ một ít hẹ cho nó thơm các bạn nha. Đáng lẽ cái món này các bạn này thì nhiều nơi là bỏ thêm quả dứa với quả, hoặc là quả, gọi là quả khóm ấy, hoặc là quả thơm ấy. Nhưng mà mình hôm nay thì mình nói thật ra là mình quên, không mua buổi sáng nên là mình quên luôn. Chính vì vậy nên là thôi, có gì ta sẽ nấu cái đó các bạn nha, chứ có thêm vài miếng khóm thì nó khóm hoặc là quả thơm ấy thì nó ngon hơn, nó bắt mắt hơn, nó nhìn nó đẹp hơn các bạn ạ. Nhưng mà thôi, có cái gì ta xài cái đó các bạn, mình quên mất, đi chợ quên luôn. Mình nấu mình thử một miếng xem các bạn nhá, để xem cái gia vị nó được chưa. Mình thử một miếng rau xem, nếu mà chưa được thì mình bỏ thêm các bạn nhá. Được rồi, tuyệt vời rồi các bạn. Vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tắt bếp. Tắt bếp các bạn nhá. Đây các bạn ơi, món sách xào cái cay. Sách xào cái cay đã xong rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy ngon hấp dẫn không? Đó thì gia đình và cuộc sống ăn như thế nào thì mình chia sẻ với các bạn nhá. Thì mình qua video này thì các bạn cũng học được nhiều điều đúng không ạ? Nếu không học được cái gì thì cũng ủng hộ cuộc sống Cao Nguyên nhá. Tại vì đây là cái cuộc sống Cao Nguyên làm như thế nào, cuộc sống Cao Nguyên quay như vậy thôi các bạn. Thì kính chúc các bạn hãy làm món này và có những cái thưởng thức riêng cho gia đình mình nha các bạn nhá. Wow, rất là ngon luôn. Rồi mình để đây nha. Mình tạm biệt các bạn. Món của mình đã kết thúc tại đây.